Xin chào các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh. Ngày hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong bài học về câu phủ định. Trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong văn chương, ngoài các kiểu câu đã được học như câu nghi vấn, câu cảm thán, câu cấu khiến thì câu phủ định cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy câu phủ định có những đặc điểm và chức năng gì? Trước khi đi vào nội dung bài học, mời các bạn cùng xem một vài hình ảnh. Nhiệm vụ của các bạn là hãy dùng các từ không hoặc các từ như đâu có để đặt các câu tương ứng với những bức hình ở trên. Hẳn là các bạn đã đoán được đáp án rồi phải không nào? Hãy cùng cô đối chiếu những đáp án đó nhé. Các bạn đã thấy, chúng ta đã nhanh chóng đặt được các câu có chứa các từ như không, đâu có, và đó cũng chính là những dấu hiệu về hình thức của câu phủ định. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất để hiểu rõ hơn về đặc điểm hình thức của câu phủ định. Một la mã, đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Một nhỏ, đặc điểm hình thức. Cô và các bạn hãy cùng đi xét các ví dụ sau đây nhé. Ví dụ số 1, Nam không đi Hà Nội. Các bạn hãy lưu ý vào các từ mà cô đã để in đậm ở trên. Ví dụ số 2, Nam chẳng đến Hà Nội. Hai câu văn trên chính là những ví dụ về câu phủ định. Vậy, đặc điểm về hình thức của câu phủ định là gì? Câu phủ định là câu có chứa các từ ngữ phủ định như không, chẳng, chưa, chả, đâu có, vân vân. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai, chức năng của câu phủ định. Cô và các bạn cùng xét các ví dụ sau nhé. Chúng ta sẽ có các câu phủ định sau. Ví dụ thứ nhất, A. Mai Phương không phải em gái tôi. Các bạn hãy lưu ý vào những từ ngữ mà cô đã gạch chân. Ở ví dụ A, từ cô gạch chân đó là từ em gái tôi, chính là từ để chỉ về quan hệ. Như vậy, ở câu A là câu xác nhận không có quan hệ. Tương tự như vậy, ở câu B, Nam không có bút bi. Bút bi chính là từ để chỉ sự vật. Như vậy, câu B là câu xác nhận không có sự vật. Câu C, Mai làm việc đó không sai. Từ sai ở đây chính là từ để chỉ tính chất. Và như vậy, câu C là câu xác nhận không có tính chất. Như vậy, chức năng thứ nhất của câu phủ định chính là xác nhận thông báo không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Hay người ta còn gọi đó là câu phủ định miêu tả. Chúng ta cùng xét tiếp ví dụ số 2 về câu phủ định. Ở đây cô có một lượt lời, cô tạm đặt tên các bạn của các lượt lời đó là A và B. Bạn A nói, Mai rất giỏi toán. B, bạn B nói, Mai không giỏi toán. Như vậy, ở câu phủ định B là câu phủ định để bác bỏ ý kiến của bạn A. Như vậy, chức năng thứ hai của câu phủ định chính là bác bỏ ý kiến hoặc một nhận định nào đó. Và người ta còn gọi đó là câu phủ định bác bỏ. Như vậy, cô và các bạn vừa tìm hiểu về đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, chúng ta cần lưu ý không phải trường hợp nào có chứa những từ ngữ phủ định cũng được coi là câu phủ định. Do đó, ta cùng ghi nhớ một số lưu ý sau. Ba nhỏ lưu ý. Lưu ý thứ nhất, hai lần dùng từ phủ định sẽ mang ý nghĩa khẳng định. Nghĩa là phủ định cộng với phủ định sẽ tạo nên ý nghĩa khẳng định. Cô có ví dụ, trong thời điểm khó khăn, chúng ta không thể không đoàn kết. Trong ví dụ trên, ta thấy từ phủ định không được sử dụng hai lần. Vậy câu trên mang ý nghĩa khẳng định. Lưu ý số 2, từ ngữ nghi vấn cộng với
từ phủ định cũng sẽ mang ý nghĩa khẳng định. Cô có ví dụ, câu chuyện đó ai chẳng biết. Ở ví dụ này, ta có từ nghi vấn là từ ai, kết hợp với từ phủ định là từ chẳng. Vậy câu này cũng mang ý nghĩa khẳng định. Lưu ý số 3, cặp quan hệ từ không những mà còn có ý nghĩa khẳng định. Cô có ví dụ, không những Lan học giỏi mà còn ngoan ngoãn. Vậy, trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm, hình thức và chức năng của câu phủ định, cũng như những lưu ý trong quá trình sử dụng kiểu câu này. Các bạn hãy vận dụng các kiến thức đã học từ bài giảng ở trên để làm các bài tập, đó là bài số 2 trong vở bài tập Ngữ văn 8 tập 2 trang 46. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một tuần học vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo.